giờ lô thị trấn trong xanh nhô trầu quản bây chỉnh nhô trầu rừng chi thầu luôn trầu thiết xế tranh tử bánh sử lành tỏ nhô trầu cô tứ chi chi sứ tà ta bự thị trấn yên bình từ lành tỏ xí chỉnh rồng rừng phử phô trà cánh chỉ sò chai dạp rùa ô trầu râm anh giá chỉnh do kế lành tỏ cho ta ta bử thị trấn Yên Bình mua cầu xa chi bử chi bùa bao cho bao từ tà danh xây thành công sâu cho dư sứ xa trần trị đâu cả bử tà danh cho ít khó hậu lự của quan trọng ta vì thị trấn từ cha si chẳng thấy cô chỉ chi cho ta lò công sâu thị trá tà chi hô sầu cờ của trào dư lo hồ lô tỏ lì đâu cả bử tà danh thế bi cho tết thu lành tỏ tứ si chẳng dòng lô dây rành rành vự tàu cho tê cả bự của công du tả trận tranh cô tham thí cha si tàu sầu cỡ xa tôi vừa cho gió treo rừng vừ ý phá mạnh thia ta vì thị trấn tứ của dòng công du chọn chùa mua phá phua thị trá tả thiết xiết tranh tử bánh sự lành tỏ nhốt đó tả bự làn tòng tây phánh giả trận sông ta bự thị trấn trong từ tứ phát tranh rồng rừng vừ đối với cái vai trò lãnh đạo của đảng ấy, thứ nhất là Đảng ủy đã chỉ đạo từ đò đò lũ rừng phử lanh tỏ cho ta tỉ ý mà cho trí phử từ trí tỏ cho đò cả phử tài danh khai bi cho tế tù lanh tỏ giống một dây rằng rằng khi cho đò cả phử tài danh thiết ra mạnh lo thị trá ta mà ta vì tứ chẳng khi cho đò cụ trí phử cụ chỉ chi phải công đò của thông chỉ nhó đò ba cha phử giữa chẳng khi cho đò cả phử tài danh chia tài danh tùa tàu thiết chẳng khi si chẳng giống cụ chỉ chi nghị quyết đến các chi bộ, đến các đảng viên. Nhốt đấu sự lành tỏ do tà vì phu tổng mệnh trả tứ cô tứ chi trần trị sẽ vị do thị trấn tứ muôn tàu lồng chia chia cả bự tài danh thiết ra minh phát tranh rồng rừng vự phu trả cánh trị sẽ vị do đó nhị ni sáng trá nông nhi do thị trấn tứ tranh hạ phủ mùa tàu tây xia dù chiếc số phu trả trở mùa hình trang trải muôn tàu lúc mùa hình kinh chỉ nông nhi mua sầu tranh bùa búa trò đại ý chồng nhốt đỏ hôm mua chỉ chờ ly trang trại già trại do cả bự tài danh của chứ đối với hộ gia đình tôi thì cũng có hướng là cố chốt thanh mà dù chờ mô hình già trại ổn tề do tìa phu trá mà thiết liệt thiết đá dù xa thảo cội dù cố bỏ dù cái mà tứ phu rồng cái khánh lo cố xí phà là cái ilu xì tránh dù thành công mà tả nghi do cho lút mô hình chia ra manh tuổi sầu cả của trả cho người dân người ta noi theo và học tập thực hiện nghị quyết của đại hội đảng bộ của thị trấn thì sau khi lá cá mua chỉ chi cho ta bự thị trấn mà trí phử tứ chẳng khi cô chí sĩ chỉ chi cho tổ vị ta thị trấn cho đâu cả bự tài danh do tài danh mà chẳng dỗ của quân tề khi sinh sống ta cô chú tề chữ cha chẳng xây quân lì thế cho tù muốn tề của chế giả xử lý phật trả kinh chỉ chia ra mình sầu cỡ của trời trâu đó khó chia khi đã của tề lúc mùa hình của nó phật trả sáu chi giống chi là đó cá chồng chia bỏ cỏ trâu xanh sáu lên cấp ủy cấp trên đôn trầu lành trí tỏ thị trá trang trị hú vành ý khịa ta bự thị trấn Yên Bình tứ si chỉnh dòng tàu rừng vự trọng tánh và ly cánh chỉ chốt xa tủa cậu bao phạnh bùa sợ ý chồng sau sĩ tủa ó tỷ bao bùa trò đại ý chồng do đâu nhịn ni trong phanh ý thủ tàu nàng ý chồng chỉnh tủa cho đâu bế chào xa trò đại thế bi chẳng khi phóng cho thị trá nông sân chia cả bự thiết ra manh tứ cộng tệ của kế giao thông như đồ cụ xe giò của vệ sinh xử lý tê mư nha tứ tàu trò cử đùa là chính cha ra manh tứ bao tàu lối diện chia thị trá nông sân chia và nhiệt dìa lò ua chế phanh phủ kế lạnh xì mồng cả bự tài danh thiết ra manh tứ bí sải vừa trả kính chỉ. Đối với hội nông dân thị trấn thì cũng đã tuyên truyền phổ biến vì nông manh thị trấn mà từ chính cha phú thanh cô chỉ chi cho trầu phỉ danh chia tư chi suy chảnh vì nông manh thị trấn mà tứ ở trời chỉ chi cho sân sầu mua trá tranh xanh tổng chia chẳng thấy cô lúc mùa hình trầu phỉ danh nhìn đi vì nông manh thị trấn tứ chẳng thấy lợi ích chia mùa hình chiếu triệt sầu cho công phỉ danh cho tài danh cho tên tù dỗ ủa uốn tề chia trang trọng ra manh sầu cỡ ủa trời từng hội viên trên địa bàn thị trấn.
Tuần đầu, ở trong công tố thị trả tà, ta bử thị trấn Yên Bình tư thiết xế trang tử bánh sử lãnh tỏ nhớ đầu cụ giữ trị trí trí tà, thị trả sẽ nồng sang chia khí tà ở tê mùa hình ổn nọ của cha, chế cho cánh chỉ sẽ phỉ cho thị trấn của cha chế mù. Giải pháp để thực hiện thắng lợi 19 cái chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới này. Cái thứ nhất là chia sĩ hình trong lò cầu cho lúc đó tránh nhất hấu dẫn chi chiết này tỷ ý mà giữa thoát sọ cả bử cho cả bử mua cả cô siêu chuyên môn có tốt vư cho gió theo sẵn vự mà dị chi thi lò tỷ ớ thế mà giữa dòng khu siêu chỉ sư lò sáng trà có trả cho dị chi tuột phỉ tà lò đấu lũ nâng ba đầu lũ nâng sẽ mang trả khẳng la rồi để làm sao mà đưa cái cây con có hiệu quả nhất để vào người dân. Rò rầu lưu chủ cha chỉ trong lò phật cha cánh chỉ sò chay giảm lừa ta bự thị trấn Yên Bình tư phát tranh tê lót tranh chỉ chi mà tuột vị ta bự thị trấn dành chi ở trên cầu chi ở phía lành nành cầu đi lò tê chi cụ hài sầu chỉnh cho khó chia chẳng khí si chỉnh dòng dành vự phật cha cánh chỉ sẹp vị nhớ đầu dành chi ở trên nành cầu ở phía lành nành cầu chi.